xanh tươi sáng Việt Nam hơn. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe sang phố mà một niềm tin gieo cả đều. Từ nơi đào xa mây mông xám về nơi đồi cao bay mây trắng một vòng tay nối chọn Việt Nam. Bao la đất trời quê hương xanh ngời, sẽ tay đón nắng mạnh từ trong mà. Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đến với sân vận động Anh Dũng, phường Bình Hòa, thành phố Tân An, Bình Dương để đón xem trận đấu khai màn trong khuôn khổ bảng B giải bóng đá Ngọc Lặc tại miền Nam lần thứ 5 năm 2022. Cuộc đọ sức rất đáng được chờ đợi trong buổi chiều hôm nay, đó là cuộc đọ sức giữa FC Ngọc Lương, Ngọc Liên và Nguyệt Ấn FC. Những cung bậc xúc cảm và tình yêu bóng đá đem lại trong buổi chiều ngày hôm nay chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với những thước phim kinh điển mà giải bóng đá Ngọc Lặc tại miền Nam đem lại. Và chúng ta hãy cùng chờ xem sự xuất sắc và chiến thuật hợp lý của bên nào sẽ giúp cho họ có được chiến thắng đầu tiên ở ngày ra quân. Trong khuôn khổ bảng B có sự xuất hiện đến từ Nguyệt Ấn FC, Ngọc Liên FC, Ngọc Sơn và đặc biệt là súng đạn Ngọc Dương, một đoàn quân trẻ. Một trận đấu rất đáng được chờ đợi. Hiện tại thì thời tiết đang rất mát, nhiệt độ ngoài trời hiện tại khoảng 29 độ C, độ ẩm đang là 46%. Những điều kiện tốt nhất đang giúp cho hai đội có được màn khởi đầu tuyệt vời ở trận đấu ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng chờ xem với những điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy thì đội nào sẽ có được chiến thắng ở ngày ra quân. Những con người tốt nhất đang được huấn luyện viên của hai bên đem đến trận đấu này. Như vậy là trọng tài đã cho hiệp thi đấu đầu tiên được bắt đầu. Để quý vị và các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu đội hình danh sách đăng ký thi đấu của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Về phía Nguyệt Ấn FC, họ ra sân với trang phục toàn xanh, bảo vệ khung thành bên phía trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Với thủ môn mang áo số 1 đó là Văn Tiến, các thủ số 5 Hồng Phi, số 6 Văn Hưng, số 7 Văn Thức, số 8 Nhật Thịnh, số 9 Văn Hải, số 10 Hồng Thành, số 17 Văn Đạt, số 18 Văn Sinh người mang băng thủ quân, số 20 Trí Thể, số 66 Trọng Lượng và số 93 đó là Văn Trọng. Trong khi Ngọc Liên FC họ ra sân với trang phục màu trắng đen, bảo vệ khung thành bên phía phải màn nhỏ của quý vị và các bạn. Với thủ môn mang áo số 99 đó là Văn Thân, các thủ số 4 Văn Yên, số 2 Văn Ngụy, số 5 Văn Trung, số 7 Văn Quân, số 8 Trung Bùi người mang băng thủ quân, số 11 Thúc Quý, số 10 Thế Anh, số 14 Văn Năm, số 17 Văn Vui, số 18 Văn Mạnh, số 19 Văn Hùng, số 20 Duy Thuyên, số 22 Đình Chiến. Dứt điểm, không vào. Đó là cơ hội ngon ăn đầu tiên dành cho Ngọc Liên. Đáng tiếc là vẫn chưa có bàn thắng được ghi. Và sẽ có pha đá phạt góc đầu tiên dành cho các thủ áo trắng xanh. Đó là những con người sẽ tham gia trận đấu ngày hôm nay của cả hai. Sẽ có đá biên dành cho các thủ Nguyệt Ấn FC. Một cơ hội ngon ăn đầu tiên thuộc về Ngọc Liên. Tuy nhiên tỷ số trận đấu vẫn đang là hai con số không tròn trĩnh. Trận đấu đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ theo dõi trực tiếp trên sân vận động Anh Dũng trong buổi chiều ngày hôm nay. Dứt điểm đi, không vào. Đó là cơ hội thứ hai và người có pha ra chân đó là Văn Năm. Những áp lực liên tiếp như sóng vỗ bờ mà con thuyền đến từ Ngọc Liên FC đang tạo ra. Họ đang có những cơ hội ngon ăn ở hiệp thi đấu đầu tiên để mở tỷ số trận đấu này. Bóng vẫn còn trong sân. Không được. Đó là lời đe dọa đầy sức nặng. Một màn đáp trả bên phía Nguyệt Ấn FC. Người vừa có pha ra chân đó là Văn Đạt. Văn Thịnh. Đó là Văn Sinh. Vẫn đang là Thịnh. Cầm bóng rất tự tin. Một pha đánh chặn tốt. Không được. Vẫn đang là cầu thủ Nguyệt Ấn. Rất chính xác. Dứt điểm. Không vào. Đó là pha băng lên và ra chân đến từ Văn Trung.
Văn Sinh. Một bóng khá nguy hiểm. Không được. Chân đẹp đấy, không vào. Đó là pha ra chân ở góc gần của Trương Bùi. Tuy nhiên thủ môn Văn Tiến vẫn đang thi đấu rất xuất sắc. Nếu không có tài năng của anh bằng một tình huống cứu thua nhanh như điện thì có lẽ là Trương Bùi đã ghi bàn thắng đầu tiên ở giải đấu lần này. Trương Bùi không được. Bóng sẽ tiếp tục đến từ sự xuất sắc của Văn Tiến. Văn Đạt, đó là pha ra chân quyết đoán của Đạt. Trọng tài xác nhận bóng biến đội Việt Nam và sẽ không phạt góc dành cho các cầu thủ đội FC. Nhận định. Đó là biên là dành cho các cầu thủ đội FC. Văn Tiến. Ở phần sân 2 thì bình luận viên Đình Quang đang đem đến cho chúng ta trận đấu khai màn của nhà đương kim vô địch. Cặp bóng an toàn, Văn Sinh. Vẫn đang là góc của áo xanh. Có thể ra chân. Đó là đường chuyền. Không được. Quả ra chân cuối cùng là hơi mạnh. Bóng đi quá cao so với khung thành. Đó là tình huống xử lý bóng của Văn Thức. Cả hai đang thể hiện một sự quyết tâm cao độ. Văn Đạt. Chính xác. Vẫn đang là Đạt. Dứt điểm. Không vào. Nhưng mà đã có bàn thắng đầu tiên rồi. Người xuất hiện giống như dưới đất chui lên để ghi bàn. Đó là thủ quân Văn Sinh. 1-0 dành cho Nguyệt Ấn FC. Sau rất nhiều những cơ hội mà Ngọc Liên FC họ bỏ lỡ thì đã phải trả giá với pha chạy chỗ khôn ngoan và ra chân khi bóng bật ra của Văn Sinh. Tỷ số trận đấu được mở dành cho Nguyệt Ấn FC. Đó là bàn thắng đầu tiên ở giải đấu lần này. Văn Thức. Không vào. Bóng đi ngay vào vẫn không được. Đó là pha ra trận dứt điểm. Thủ môn Văn Tiến vẫn đang làm mọi cách để ngăn cản bàn thắng đến từ Ngọc Liên. Phản công dành cho Nguyễn Đoàn FC. Không được. Đây là pha phản công. Đáng tiếc. Dứt điểm. Quá đáng tiếc, một pha xử lý hơi rườm rà một chút. Trung Bùi. Và đang là Trung Bùi. Văn Sinh có bật và cắt bóng thành công 2-1. Chuyền bóng đi. Rất khó khăn để thoát phép sinh ở tình huống vừa rồi. Dứt điểm. Một pha cài quá quay. Không được. Bóng đi trên cột. Đó là pha xử lý bóng đến từ Văn Thức. Văn Nguyễn rất hay. Không được. Đó là pha giật gót đến từ Duy Thuyền. Trận đấu đang diễn ra với thế trận đôi công. Văn Đạt. Đây là Văn Thức. Và cắt bóng an toàn, Văn Nguyễn. Đây là Trung Bùi. Trung Bùi. Văn Nguyễn. Đây là Văn Nam. Trung Bùi. Rất chính xác. Không được. Đó là pha cắt bóng thành công của Văn Thức. Sẽ có phạt góc dành cho Ngọc Liên FC. Phút thứ 8 của hiệp thi đấu đầu tiên và tỷ số hiện nay vẫn đang là 1-0 dành cho Nguyễn Ấn. Gần 1/2 thời gian thi đấu ở hiệp thi đấu đầu tiên đã trôi qua. Rất nhanh. 2-2. Dứt điểm. Không được. Bóng đi ngay vào vị trí của Văn Thân. Sẽ có phạt góc dành cho Nguyễn Ấn FC. Đó là pha xử lý an toàn.
Vẫn là trọng tài xác định bóng là đi hết đường biên dọc. Đá biên dành cho Việt Nam FC. Cầu thủ Ngọc Liên FC họ cầm bóng không nhiều, tuy nhiên lại có bàn thắng đầu tiên ở trận đấu này. Chuyển hướng ngay. Đấy là Văn Đạt. Chính xác Văn Sinh. Những pha phối hợp bất kỳ lý do rất hay đến từ cầu thủ áo xanh. Đang rút vỏ tiếp cận được khung thành của Văn Thân. Đó là pha xử lý bóng đến từ Văn Đạt. Vẫn đang là Đạt. Rất tốt. Văn Đạt. Văn Sinh. Không được. Anh ơi, số 68 anh có biết tên gì không? Số 68. 68. Số 6. Đúng. Cái gì lượng? Những phút đầu tiên của trận đấu thứ nhất thì thủ môn Văn Tiến đang chơi hay. Anh đang làm mọi cách để bảo vệ khung thành đội nhà một cách tốt nhất. Bắn người sang U Nam ơi. Văn Sinh. Những ngày hội bóng đá Thanh Hóa tại Việt Nam liên tiếp diễn ra. Ngày hôm nay trận 3-4 trận chung kết hết. Và trận bóng đá sân nằm đang diễn ra trên sân vận động Depo, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Rất tốt. Chất điểm đấy. Không vào. Bóng bắt cột vẫn không vào. Một pha xử lý bóng độc lập quá hay của Duy Duyên. Anh chỉ quá hay đáng tiếc một phần hay đang không cười. Như vậy là sẽ một phút đổi ý dành cho cả hai ở hiệp thi đấu đầu tiên. Cả hai đội vẫn đang thể hiện một sự quyết tâm cao độ. Những cơ hội nhiều hơn thuộc về Ngọc Liên FC. Tuy nhiên họ vẫn chưa tận dụng thành công không. Và đó là một trong những vấn đề khiến họ đang bị dẫn trước với tỷ số 1-0 thời điểm hiện tại. Bàn thắng duy nhất đến từ Văn Sinh, người mang băng thủ quân bên phía các thủ Việt Nam FC. Trận đấu đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ đến từ mọi miền đất nước và đặc biệt là những người con xa xứ. Quân Phương Hoàng Bạc Nặc. Sẽ có đá biên dành cho Ngọc Liên. Rất chính xác. Cầu thủ áo xanh họ đeo bám rất quyết liệt. Đá biên dành cho Nguyễn Đoàn FC. Trong phút đầu tiên thì Văn Đạt vẫn đang là người chơi khá sốt sáo bên cạnh thủ quân Văn Sinh. Đó là Văn Sinh. Đeo bám khá hay, kinh cường. Đá biên dành cho Nguyễn Đoàn FC. Văn Huy. Văn Đạt. Vẫn đang là Văn Đạt, không được. Văn Sinh. Văn Huy. Văn Huy. Đó là pha bắn ra kịp thời để Văn Tiến. Văn Thành đã xuất hiện trên sân bên phía Ngọc Liên. Đó là Văn Đạt. Bóng đá Thanh Hóa tại Việt Nam đang đem đến cho những người con xa quê đang sinh sống, học tập, làm việc
ở khu vực Bình Dương và các tỉnh lân cận, ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Nó thực sự là những ngày hội bóng đá thực sự mà những người con xa quê của Thanh Hóa tạo ra. Một nét đẹp văn hóa đặc trưng. Bóng đá nó không đơn thuần là một môn thể thao. Qua bóng đá chúng ta nó có quá nhiều điều. Nó có được sức khỏe, đặc biệt là gắn kết tình cảm quê hương. Văn Thân, đó là Văn Huy, rất chính xác. Đó là tình huống cắt bóng an toàn. Văn Đạt, đây là Văn Hưng, Văn Sinh. Văn Sinh đang là người chơi vị trí pivot trong hệ thống chiến thuật bên phía Nguyễn Ấn FC. Anh đang làm khá tốt vai trò của mình với một người chia bài trong lối chơi. Bóng Nguyễn Ấn không được. Đó là ý tưởng chuyển bóng hay của Văn Huy. Tuy nhiên hơi sâu so với đà băng lên của đồng đội. Nhưng mà đã có sự trở lại đến từ Văn Thức, người mang áo số 7. Rất hay. Không có gì khó khăn dành cho Văn Thân. Đó là Văn Hùng. Rất chính xác. Chuyển điểm đây, không vào. Như vậy là trọng tài đã cắt còi. Sẽ có một penalty. Một cơ hội không thể ngon ăn hơn dành cho các thủ Ngọc Liên FC để họ có bàn thắng săn bằng cách biệt. Khoảng cách hiện tại chỉ là 6m. Người đang đứng trước tình huống đá phạt đó là Văn Hùng. Đây là một cơ hội quá ngon ăn dành cho Ngọc Liên để họ có bàn thắng săn bằng cách biệt. Văn Hùng không có sai lầm. Một pha gà chân mạnh như sấm sét của Văn Hùng. Cách biệt đã được san lấp, hai đội dắt tay nhau trở lại vạch xuất phát. Bàn thắng san hòa của Văn Hùng được ghi ở phút thứ 15 của hiệp thi đấu đầu tiên. Như vậy là còn khoảng 5 phút nữa, thời gian thi đấu chính thức của hiệp thi đấu đầu tiên sẽ kết thúc. Và hai đội đã chia nhau mỗi đội một bàn. Văn Hùng. Đây là Văn Sinh. Hai thủ quân đối đầu với nhau và Trung Ngùi là người cắt bóng thành công. Xin chào Quốc Bình, cảm ơn Quốc Bình rất nhiều. Bạn Phan Minh gửi lời chúc tới, Phạm Minh gửi lời chúc tới anh em Ngọc Liên. Văn Tiến, đó là Văn Sinh. Không có gì khó khăn dành cho Văn Thân. Rất tốt. Trọng tài xác định sẽ có đá biên dành cho Nguyễn Ấn FC. Thúc Quý. Đó là Trung Bùi. Thúc Quý. Trung Bùi. Rất hay. Phản công dành cho Nguyễn Ấn. Dứt điểm đi. Không được. Một pha băng lên. Và chúng ta thấy sự dũng cảm đến từ Văn Thân. Một tình huống của Văn Thân bắt buộc phải băng ra. Sẽ có đá phạt và người bị thối phạt đó là Thúc Quý. Giải đấu chúng ta được đăng phát sóng trên hệ thống Full HD của hai đơn vị truyền thông, đó là truyền thông trực tiếp bóng đá và truyền lửa thể thao. Ở phần trận sân 2 đó là phần bình luận đến từ bình luận viên Đình Quang, một trong những bình luận viên rất nổi tiếng trong làng bóng đá Phổi. Rất chính xác, không được. Đó là pha tiếp cận bước một không thành của Văn Tình. Cơ hội trôi qua một cách đầy đáng tiếc dành cho Ngọc Liên FC. Văn Sinh. Vừa là Văn Thịnh đã phạm lỗi. Đây là Nhật Thịnh. Vẫn đang là Thịnh. Trung Bùi. Rất chính xác. Thúc Quý. Không được. Như vậy là bóng đã đi hết đường bên ngang. Sẽ có phạt góc dành cho Ngọc Liên FC. Thank you.
Thời gian đang trôi dần về những phút cuối ở hiệp thi đấu đầu tiên. Đây là phút thứ 19 rồi. Tỷ số hiện tại vẫn đang là 1-1. Bóng vẫn còn. Một pha cả người quá khôn ngoan. Đó là của Văn Hưng. Văn Sinh rất chính xác. Văn Sinh. Văn Thức. Vẫn là Thức. Trận đấu vẫn tiếp tục. Đó là pha cài người khôn ngoan của Nhật Thịnh. Rất hay. Văn Thức. Văn Thức không được. Một cơ hội quá ngon ăn. Nếu như căng ngang dành cho Văn Sinh thì cơ hội sẽ lớn hơn. Tuy nhiên chúng ta vẫn hiểu được cảm giác của Văn Thức khi anh có một khoảng trống mênh mông. Và đó là tình huống ra chân quyết đoán. Đáng tiếc là không đúng tầm. Văn Sinh. Vẫn đang là cao thủ áo trắng. Có thể ra chân. Không được. Đó là pha cản phá của Văn Tiến. Như vậy là đúng lúc này trọng tài cũng đã đội còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Trận đấu khai màn trong khuôn khổ bảng B. Cuộc đọ sức giữa Ngọc Liên FC và Nguyễn Đán FC. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì hai đội đang tạm hòa với tỷ số là 1-1. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với hiệp 2 của trận đấu này.
Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với hiệp thi đấu thứ hai. Trận đấu trong khai màn trong khuôn khổ bảng B, cuộc đọ sức giữa Ngọc Liên FC và Nguyễn Ánh FC. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì hai đội đang tạm hòa với tỷ số là 1-1. Người ghi bàn mở tỷ số cho Nguyễn Ánh đó là Văn Sinh, người mang băng thủ quân. Và ngay ở phút thứ 15 của hiệp thi đấu thứ nhất thì các thủ bên phía Ngọc Liên FC đã có bàn thắng cực kỳ quan trọng để giúp cho họ san lấp cách biệt ở hiệp thi đấu đầu tiên. Đó là pha lập công đến từ Văn Hùng. Văn Hùng Văn Hùng không được. Bóng đi ngay vào vị trí của thủ môn bên phía Nguyễn Ánh FC. Những cơ hội đầu tiên dành cho các thủ áo trắng đen. Vẫn đang là Hùng. Tiếp tục một pha ra chân với lực đi rất mạnh của Văn Hùng. Lần này thì nó thiếu đi độ chuẩn xác cần thiết. Đây là Văn Sinh. Và trận đấu diễn ra cùng giờ. Văn Hùng không vào. Lời đe dọa đầy sức nặng của Văn Hùng đang dành đến cho cung thành của thủ môn Văn Tiến. Những pha ra chân mạnh như sấm sét của anh. Nếu như không có tài năng của Văn Tiến thì chắc chắn mảnh lưới bên phía Nguyễn Ánh đã rung lên. Đây là Văn Ngụy. Xử lý bóng một quá hay. Không được. Văn Sinh đã xuất hiện và can thiệp kịp thời. Kịch bản của hiệp thi đấu đầu tiên nó tái hiện ở hiệp thi đấu thứ hai, khi cao thủ Ngọc Liên FC liên tiếp dồn nét và tạo ra những cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên vẫn đang chứng kiến sự xuất sắc và chắc tay đến từ thủ môn Văn Tiến. Phản công dành cho Nguyễn Ánh. Không được. Một pha đệm bóng ở cự ly gần bằng lần cắt bóng rất nhanh. Văn Sinh không vào. Và ra chân cuối cùng thì nó hơi nhẹ. Đây là Văn Hùng. Vẫn đang là Hùng. Những pha đi bóng như chỗ không người của Văn Hùng đang tạo ra vô số khó khăn. Dứt điểm bàn thắng thứ hai. Đó là pha ghi bàn. Này là cũng là Trung nhỉ. Đó là pha ghi bàn của Văn Trung, cầu thủ mang áo số 8. Tỷ số được nâng lên 2-1 dành cho Ngọc Liên. Những áp lực liên tiếp tạo ra và cuối cùng thì đội bóng áo trắng rất hay. Dứt điểm. Đó là một pha dứt điểm góc gần. Bóng đi cắt ngang mặt khung thành. Tình huống xử lý bóng của Văn Vui. Những áp lực liên tiếp mà cao thủ áo trắng xanh Ngọc Liên tạo ra cuối cùng điều cần đã có. Đó là bàn thắng dành cho họ. Nhất Thịnh. Và bằng về cắt bóng kịp thời. Văn Nguyễn. Vẫn đang là Nguyễn. Văn Nguyễn không được. Một pha nửa chuyền nửa sút của cầu thủ mang áo số 2. Cả hai vẫn đang thể hiện một sự quyết tâm cao độ để có chiến thắng ở ngày ra quân. Một chiến thắng ở trận đấu khai màn là cực kỳ quan trọng. Nó sẽ giúp cho đội nhà có được sự chuẩn bị tốt nhất ở những trận đấu tiếp theo để bước vào những loạt trận đấu cam go. Như vậy là cầu thủ mang áo số 22 đó là Đình Chiến cũng được tung vào sân. Rất chính xác. Không được. Nếu như pha khống chế bước 1, khống chế bóng quay lại của Văn Trung thì có lẽ là hợp lý hơn. Văn Thức. Đó là Văn Sinh. Đá biên dành cho Ngọc Liên. Thời gian trận đấu vẫn còn nhiều và cơ hội vẫn đang chia đều cho cả hai. Tuy nhiên lợi thế vẫn đang nghiêng về Ngọc Liên FC với khoảng cách là 1 bàn. Tỷ số hiện tại đang là 2-1. Đó là pha phá bóng đến từ Văn Sinh. Ngồi đấy tình huống bóng. Văn Hùng. Rất nhanh. Rất chính xác. Đây là Văn Sinh. Dứt điểm đây. Tuyệt vời. Đó là pha ra chân không thể cản phá. Người ghi bàn đó là Nhật Thịnh. Một lần nữa thì khoảng cách được san lấp và hai đội tiếp tục dắt tay nhau quay lại vạch xuất phát. Một bàn dược đối tỷ số ngoạn mục. Đã có 4 bàn thắng được ghi và chia đều cho cả hai.
Đây là Văn Huy. Vẫn đang là Huy. Chính xác. Rất hay, không được. Trọng tài nói không với tình huống đá phạt. Trọng tài đứng rất gần và chắc chắn ông có được góc quan sát tốt nhất để đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Đình Chiến. Và đã có sự xuất hiện của Văn Năm, cầu thủ mang áo số 14. Rất chính xác. Dứt điểm. Một bàn thắng quá đẹp mắt. Và đó là cái chân trái quá lợi hại của Nhật Linh. Nhật Linh có hai pha ra chân ở góc hẹp, tuy nhiên không có cơ hội dành cho thủ môn Văn Thân. Và một lần nữa thì Nguyệt Ánh FC họ lại vươn lên dẫn trước. Ngôi sao sáng Nhật Thịnh đang có được một trận đấu quá xuất sắc, anh giúp cho đội nhà cân bằng cách biệt. Đó là một bàn thắng cực kỳ quan trọng. Và chính anh là người nâng tỷ số trận đấu lên 3-2 dành cho các thủ áo xanh. Đá biên dành cho Ngọc Liên. Thời gian thi đấu, hiệp thi đấu thứ hai trôi qua được 6 phút. Và đã có thêm những bàn thắng được ghi ở hiệp thi đấu thứ hai. Sẽ có một phút hội ý dành cho Ngọc Liên FC. Đây là sự già sơ và cáo già đến từ ban huấn luyện khi đội nhà đang có được lợi thế dẫn bàn và ngay lập tức đưa ra sách lược, đó là hội ý để có được những chiến thuật hợp lý nhất ở những phút tiếp theo của trận đấu này. Hồng giữ được tỷ số hiện tại, khoảng cách một bàn là khá mong manh. Ở mặt trận sân Nam thì chúng ta chưa biết được chuyện gì có thể xảy ra nếu như trọng tài chưa nối còi kết thúc trận đấu được vang lên. Đây là Văn Sinh. Vai trò của Văn Sinh là cực kỳ quan trọng trong hệ thống chiến thuật và lối chơi bên phía Nguyệt Ấn. Anh là người chơi vị trí Piso. Đó là một vị trí mõ neo, một trong những vị trí trọng yếu của môn Futsal. Duy Thiên. Đây là Trung Bùi. Duy Thiên. Vẫn là Tuyên. Văn Huy. Duy Tuyên. Duy Tuyên. Một pha cài người khá khôn ngoan của Trung Bùi, hơi mạnh. Văn Sinh. Và cắt bóng đến từ Trung Bùi, bóng vẫn còn trong sân, không được. Đáng tiếc là pha xử lý bóng trước đó của Văn Năm nó không đem đến sự thuận lợi nhất định ở những nhịp chạm tiếp theo. Duy Tuyên. Một bóng khá nguy hiểm. Đây là Thức. Duy Tuyên. Ba đá nhai. Hơi sửa lưng. Quá đáng tiếc. Thời gian thi đấu vẫn còn nhiều và khoảng cách một bàn nó quá mong manh. Trong ít phút vừa qua thì Ngọc Liên FC họ dâng cao đội hình. Không được. Bóng vừa liếm xa. Ngọc Liên FC cần phải kiểm tỏa cầu thủ mang áo số 8, đó là Nhật Thịnh. Nếu như không muốn nhận trái đắng ở những phút tiếp theo. Cầu thủ đang chơi lệch cách trái, đó là ala trái bên phía Nguyệt Ánh FC. Đang chơi quá hay. Đây là Văn Sinh. Đánh đầu. Duy Tuyên. Vẫn là Tuyên. Duy Tuyên. Một bàn thắng quá đẳng cấp. Đó là tố chất của một ngôi sao. Chúng ta không cần phải nói nhiều đến pha đi bóng như một mũi tên và ra chân mạnh như sấm sét. Đó là pha săn lấp cách biệt của Duy Tuyên. Ba đều. Một trong những màn rượt đuổi tỷ số kinh hoàng đang diễn ra ở mặt trận sân 3.
quá ấn tượng với những gì mà các thủ đã thể hiện ở trận đấu này. Trung Bùi, quá là Trung Bùi, không được. Đáng tiếc là pha giật gót cuối cùng của Duy Thuyền không có đồng đội của anh ở trong để tiếp ứng. Dứt điểm đây, không vào. Một cơ hội quá ngon ăn dành cho Trung Bùi. Một pha cứu thua không khác gì một bàn thắng của Phan Thức. Đó là pha cứu thua ngay vạch vôi của Phan Thức. Văn Thịnh, chính xác. Đây là Văn Đạt. Văn Đạt đã có tình huống phạm lỗi, người bị thối phạt đó là Văn Năm. Thời gian thi đấu chính thức ở hiệp thi đấu thứ hai đã trôi qua được hơn 1/2 phần thời gian. Đây là phút thứ 32 thôi. Và đã có 6 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai. Một trận cầu mãn nhãn mà các cầu thủ của hai bên đã đem đến cho người hâm mộ ở trận đấu khai màn trong khuôn khổ bảng B. Giải bóng đá mini Ngọc Lặc lần thứ 5 diễn ra trên phần sân vận động Anh Dũng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương. Dứt điểm, không vào. Bóng tìm đúng cột dọc. Một cơ hội quá ngoan ăn dành cho Văn Đạt. Anh xử lý quá may, quá hay, tuy nhiên vận may không đến khi bóng tìm đúng cột dọc. Văn Tuyên, đó là Văn Thịnh, chính xác. Văn Sinh, Văn Đạt, đó là pha lùi về can thiệp kịp thời của Văn Huỳnh. Và sẽ có phạt góc dành cho Nguyệt Ấn FC. Trận đấu vẫn đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn, cả hai vẫn chưa muốn dừng lại. Họ đang chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Văn Sinh không được. Một pha chán ngược hay. Văn Sinh băng lên dứt điểm bằng lòng trong. Đáng tiếc là bóng đi cao hơn khung thành. Đây là Văn Sinh. Có được một lợi thế nhất định ở những tình huống tranh chấp tay đôi và đặc biệt là những pha tỉ lẻ để tìm khoảng không dứt điểm. Rất hay. Văn Năm không được. Đường truyền vào của Văn Năm là hơi nhẹ. Đây là Văn Sinh. Văn Hưng, Văn Năm, đây là Duy Thuyền, Trung Bùi, Văn Năm. Có vẻ như Văn Năm đã xuống sức. Đây là Văn Đạt. Văn Năm là Đạt. Văn Đạt không được. Phải mất tới 3 cầu thủ bên phía Ngọc Liên FC mới ngăn cản được tình huống đi bóng và xử lý quá hay đến từ Đạt. Còn 5 phút thời gian thi đấu chính thức dành cho hai đội ở trận đấu này để họ có tìm kiếm bàn thắng tiếp theo để có được chiến thắng ở trận khai màn. Đây là Văn Sinh. Bà đánh nhảy. Văn Sinh, Văn Thịnh. Trung Bùi. Đây là Duy Thuyền. Duy Thuyền không được. Đó là pha cản phá thành công của Văn Hưng. Đây là Văn Đạt. Đây là Văn Nguyễn. Trung Bùi. Bà đánh nhảy. Chính xác. Duy Thuyền. Dứt điểm đi. Dứt điểm không vào. Vẫn không vào. Quá đáng tiếc. Những cơ hội liên tiếp được cả hai tạo ra. Đáng tiếc là vẫn chưa có thêm bàn thắng được ghi ở trận đấu này. Đây là Văn Sinh. Một tình huống mà thủ môn Văn Thần đã phải cảnh giác và đẩy bóng đi hết đường bên ngang. Đã phạt góc dành cho Nguyễn Ấn. Đây là Nhật Thịnh. Nhưng mà đã có bàn thắng rồi. Người ghi bàn đó là Văn Đạt. Một pha chạy chỗ quá khôn ngoan của Đạt, làm bất ngờ hoàn toàn hàng phòng ngự của Ngọc Liên và giúp cho Nguyễn Ấn FC một lần nữa họ vươn lên dẫn trước. Và lần này thì cơ hội giành chiến thắng rất cao đến với Nguyễn Ấn FC khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.
Duy Tuyên. Ngày hôm nay đúng là một màn thi đấu chói sáng. Nhật Thịnh xứng đáng là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận đấu này. Anh có hai pha lập công và một đường kiến tạo. Và đặc biệt hai pha lập công của Nhật Thịnh nó đến ở thời khắc cực kỳ quan trọng. Và tiếp theo anh kiến tạo một đường không thể tốt hơn dành cho Văn Đạt, bằng lên dứt điểm tuyệt vời. Trung Bùi, chính xác. Văn Huy, đó là pha can thiệp kịp thời đến từ Văn Thức. Sẽ có phạt góc dành cho Ngọc Liên. Văn Huy, không có gì khó khăn dành cho Văn Tiến. Văn Sinh, bàn thắng tiếp theo. Một pha duỗi mù, một chạm cực hay đến từ thủ quân bên phía Nguyệt Ấn FC. Và đó là cú đúp của Văn Sinh ở trận đấu này. Như vậy là trong trận đấu này thì Nguyệt Ấn FC có hai người lập được cú đúp, đó là Văn Sinh và Nhật Thịnh. Chiến thắng đang đến gần hơn cho Nguyệt Ấn FC khi lần này khoảng cách đã là hai bàn. Văn Huy, đây là Văn Hùng. Trung Bùi, vẫn là Trung Bùi, chính xác, không được. Và chạm bóng cuối cùng là hơi mạnh của Duy Thuyền, rất chính xác, hơi mạnh một chút. Đó là pha ý đồ chuyển bóng hay đến từ Văn Thức. Đáng tiếc là đồng đội của anh đã băng lên không kịp. Trung Bùi, rất hay. Văn Huy, vẫn đang là Huy, mất bóng khá hiểm. Nhật Thịnh 2-1. Một pha bóng của Văn Thân phải băng lên ra rất chủ động, nếu không thì anh sẽ đối mặt với một tình huống mà Văn Đạt đã băng xuống. Văn Sinh, đây là Văn Hùng. Văn Huy, Trung Bùi. Văn Huy bằng lên cắt bóng rất chủ động. Văn Thức, Văn Đạt, Văn Đạt, Văn Đạt không thể đánh bại được Văn Thân. Anh động tác giả hay thôi, tuy nhiên cái sải tay của Văn Thân đã giúp cho anh cản phá thành công. Đó là Văn Hùng, không được, bóng đi quá ăn quá nhiều ra má ngoài. Thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều, đây là phút thứ 38 rồi. Trung Bùi, Trung Bùi, không được. Đây là Văn Hùng. Duy Thuyền, phạt góc dành cho Ngọc Liên. Họ vẫn đang dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt. Như vậy là cầu thủ mang áo số 93 đó là Văn Trọng bên phía Nguyệt Ấn FC cũng vừa được tung vào sân. Rất chính xác. Văn Đạt, bóng vẫn còn trong sân. Văn Trọng, Văn Sinh, đây là Văn Huy. 2-1, Trung Bùi, dứt điểm không được. Đường chuyền ngang của Trung Bùi làm sửa lưng của Duy Thuyền ở tình huống cuối cùng. Thời gian đang đếm ngược và chiến thắng đang gọi tên Nguyệt Ấn FC ở trận đấu khai màn trong khuôn khổ bảng B. Duy Thuyền, hôm qua là Văn Thức, vẫn đang là Thức. Những pha kéo bóng cực kỳ khó chịu. Văn Sinh, đây là Văn Huy, chính xác, không có gì khó khăn dành cho Văn Tiến. Văn Đạt, đây là Văn Trọng. Văn Sinh, như vậy là đúng lúc này trọng tài cũng đã đổi còi kết thúc trận đấu khai màn trong khuôn khổ bảng B giải bóng đá mini sân 5 giải bóng Ngọc Lặc lần thứ 5 năm 2022, cuộc đối xứng giữa Ngọc Liên FC và Nguyệt Ấn FC. Kết thúc trận đấu thì Nguyệt Ấn FC giành chiến thắng với tỷ số là 5-3. Cảm ơn quý vị
và các bạn đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở trận đấu tiếp theo.